Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số hội cho màn hình ha, 0348 30 843. Rồi, mọi người xem kênh thì nhớ bấm vô đăng ký kênh đó, để em cập nhật về mấy cái video mới mới đăng lên đó, cập nhật về cho mọi người xem nó nhanh. Hôm nay là video 115 mọi người. Đây, đầu tiên là cái đây là cái dụng cụ để mở nắp. Nó chuyên mở mấy cái nắp mọi người. Nắp nè, hình tròn ha. Nó giống như là cái cạo mà cạo dây vậy đó, cạo xích rồi đó. Mở mấy đồ tròn. Đây nó mở được từ 10 đến 100 ml ha. Đây. Cái này là của UK ha, hoặc là anh sản xuất mọi người. Của anh. Mới chưa sử dụng. Đây. Sợi dây nó bằng như là da vậy mọi người. À, bằng đà bố nè. Nó có lớp bố bên trong là da cao su. Giống như cái vỏ xe của mình, vỏ xe máy vậy đó. Đây. Rất là dày mà chắc nữa. Mình sử dụng như thế này ha. Rồi nó vô đây. Hâu nó lại vừa cái kích cỡ mình muốn mở. Rồi, xài thôi. Đó, mở cái đồ nhỏ xíu cũng được luôn nè. Mở to ra. To như vậy ha. Đó. Rồi, cái cảo mở nắp này có mã là 113 ha. Cho 115.1 mọi người, giá bán là 300.000. Tiếp theo là một cái đèn của Sport. Cái cần Livo và có một cái tia laser. Đây là một cái tia laser hẳn. Nó chỉ ra một cái chấm hẳn nè mọi người. Đây nó xài pin. Đây pin hay không dùng thôi mọi người. Bỏ pin vô. Đây. 3 viên pin ha. Mà cái này á, cái công tắc này á nó bị hư rồi. Là bây giờ mình bỏ pin vô á thì nó tự nó bật lên, mình không có tắt được mọi người. Nè. Đó, cái tia nó như vậy nè. Nó chiếu ra cái này về vậy. Đó. Đặc biệt nó có cái cần, cái chân để cần rất là hay đây. Đây, bấm xuống nó sẽ thành ba chân ha. Ba cái chân đứng nè. Nó cần cái hàng đó đứng. Điều chỉnh được cái độ cao nè. Bằng cái này để điều chỉnh nè. Cái chân nó sẽ cao lên, nâng lên đó. Trước là hai chân. Và có 500 luôn nha mọi người, đây. Có 500 luôn nè. Đó, 500. Đó. Muốn bấm cái chân nó lên thì bấm nút này ha. Gập cái chân này lên. Rồi,
tắt lại về thì mọi người nhấc cái nắp pin này lên, thì cái công tắc này nó hư rồi đó, nhấn lần thì nó cháy hơn chứ nhấn tắt nó không tắt. Rồi tắt thì nhấc pin này lên ha. Này hàng cũ hot nha mọi người. Đây hồng số nó nè. Còn khá là đẹp mà nó bị hư cái nút này ha. Rồi cây Livo laser này có mã là 115.2 ha, giá là 250. Tiếp theo một cây kìm cắt cắt ton nhưng mà nó là nó tay trái nha mọi người. Cái loại này cũng khá hiếm ha, nó dùng cho tay trái nè. Đây còn kìm tay phải mình thường cầm vậy, cái mặt cắt, cái lượng mặt cắt nó sẽ nằm ở đây để cho mình thấy á. Con này nó là tay trái nè, cho mọi người nào thuận tay trái mình sử dụng ha. Cái kìm này là của Đức cho mọi người. Đây thương hiệu nè, kìm này của Đức, thép nó rất là chắc nè, lưỡi nè, tình trạng lưỡi nha mọi người đó. Đây em không có cái toàn để mình cắt thử. Trung lưỡi nó còn rất là liền đó. Cái dòng lưỡi này nó rất là dày ha, nó giống như mấy cái lưỡi của Mỹ vậy á, nó thiết kế rất là dày nên độ bền rất là cao, nó cứng, cắt nó chính xác. Còn dòng của Nhật thì thiết kế lưỡi nó mỏng. Này là của Đức. Rồi kích thước cái kìm này là 26 cm nha mọi người. Đây lưỡi nó là 4 phần lưỡi. Rồi cái kìm cắt ton có mã là 115.3 ha, giá bán 400.000. Rồi tiếp theo là một cái đây là cái máy mài khuôn của Rimmer. Đây Rimmer model là 275, 28.000 dòng ha. Đây on off. Cái này nó mắc cái đầu chụp cái lưỡi rồi nha mọi người. Cái máy này nè, nên nó không có cái đầu chụp lưỡi nè, chụp cái mũi nhá, con ốc đây nè, nên tình trạng nó như vậy nha mọi người. Mọi người coi về nhà có thì mình sử dụng ha. Con này là của Mỹ sản xuất nè. Rất à, điện 120V nha. Của Mỹ luôn. Này nó xuất cho thị trường Nhật. Đây. Cái này không tem thông số zin của heo máy, còn này là tem của nó xuất xỉ thị trường Nhật, nó sẽ để là 100V nè. 130W đó, cái tem của Nhật nữa. Đây nó chạy rất êm nha mọi người, rất êm luôn, mạnh êm. Khuyết điểm đó là nó giờ nó mất cái đầu con ốc nè mọi người. Rồi dây nguyên zin là dây thì Nhật luôn nè. Ủa dây này là dây Mỹ rồi mọi người, chuẩn này của Mỹ, dây zin luôn, nó bằng đồng nè, cái phíp này bằng đồng chân cắm. Rồi cái remote này có mã là 115.4 nha, giá 400.000. Tiếp theo em về một cây cắt cành nữa, cành bị đứt cái dây này rồi. Đây đứt cái dây khóa lưỡi rồi nè,
thể cây này thì rất đẹp. Cây này mọi người mà khéo tay mài sơ là cái xài à. Hàng này em về hỏi em, bên em không có mài với sửa kéo nha mọi người. Về tình trạng sao bán vậy nha. Đây rất đẹp, cây này ba mọc luôn nè. Mọc đẹp luôn. Tán đồng, đây lưỡi nè. Tình trạng nè. Đó. Trên cây nó bị quíu cái mũi một xíu nè. Cái này sửa nhẹ thôi à. Tình trạng cái kéo này sửa rất là nhẹ. Bộ rơ thì theo thời gian có rơ ít. Đây. Cắt thử cái giấy mọi người. Rồi. Những cây rơ mà nhiều á sửa không được rồi đó. Nói chung là sửa khó thì nó cắt giấy nó sẽ rất là khó. Tại vì cái độ rơ đó, cắt giấy sẽ không có được. Như cái này còn cắt rất là ok. Rồi, cái đây là kích thước nó là size này là 18 nha mọi người. Đây. 18 cm nha. Rồi cây cắt cành này có mã là 115.5, giá 300.000. Rồi tiếp theo về một cái bình giữ nhiệt của bình này giữ nước đá nha mọi người. Tại vì dòng này là dòng nhựa. Đây. The Mon. Đây làm cái nút để bật ra để mở để chế nước nè. Nó sẽ bật khóa vậy, bấm nút chế đó. Đây cái gòn cao su nó nè, nó còn rất là dẻo tốt ha. Đây bên trong mọi người, cái dòng bình này là nó như là nó có xốp bên ngoài nè, xốp để giữ nhiệt á, nên là nó chuyên giữ nước đá. Với lại cái hành này nè là nó bằng nhựa, nhựa hết nè, trong nhựa. Đó là bình chuyên giữ nước đá nha. Cái dung tích cái bình này thì tầm khoảng 2 lít nè mọi người. Cỡ 2 lít thôi, bình này nè. Đó. Quay xe sát rất là ok luôn, cái quay rất là đẹp, nó làm quay. Cái quay này nó xếp vô cái bình luôn, xếp gọn. Đây kích thước cái bình này nè. Nó 28 cm à. Đường kính của nó là 13 14 cm. Rồi cái bình này có mã là 115.6, giá 400.000. Rồi hôm nay về cái máy rất là lạ. Cái máy này là máy điêu khắc. Cái dòng này của Rimmel luôn nha mọi người. Máy này là của Rimmel luôn nè. Điêu khắc của Rimmel nhưng mà dòng đời trước đó, nó thiết kế như vậy nè. Màu này nè. Hãng Rimmel của Mỹ á. Em lấy cái đồ gì khắc thử nữa. Cho mọi người biết nó hình dung nó hoạt động như thế nào. Đây số 1, 2, 3, 4 nè. Công tắc điện 100V nha mọi người. Chú ý là xài điện 100V ha. Đây, nó khắc vô sắt đó mọi người. Hả? Khắc sâu vô sắt luôn ha.
cái mũi nó nè, mũi nó là mũi thép hợp kim á, đây là cái mũi, mũi rất là cứng, có thể khắc trên sắt nè, nhôm rồi inox rồi gốm sứ á, mình khắc ha, gỗ. Và cái này cái số lớn đó nó nhỏ hơn. Đây em chỉnh nè, chỉnh giảm từ từ nó lại lớn nè. Vậy ha. Rồi, cái máy điêu khắc này cầm tay rất là nhỏ gọn, có mã là 115.7 ha, giá 400.000. Đây kích thước nó rất là nhỏ gọn, 16 cm ha. Rồi, tiếp theo là mấy cái món linh tinh này mọi người. Hai bốn món, một cái ổ khóa ha, hoạt động ok. Một cái đồng hồ là hết pin rồi, đồng hồ của Nhật. Đồng hồ đeo tay của Nhật đây. Gia bên luôn, máy gia bên của quạt. Thương hiệu quạt là xài pin. Đây quắc tơ luôn là chống nước, gia bên nè. Không có dây. Một cái móc khóa bằng nhôm. Có ốc siết luôn. Đây. Ốc nhôm rất nhẹ mọi người, mà nó chịu được lực ha. Rồi một cái hấu kính 1.5x của Nhật đây, nó để thông số là 1.5x của Nhật, của Olympus luôn, hấu kính nè. Nó kính to kính nhỏ giống á, không biết dùng làm gì luôn. Nhỏ xíu, đây 3 cm ha. Độ phóng đại là 1.5x nè. Đó, rồi 4 món như hình vậy nè mọi người. 4 món như trên nè. Rồi có mã là 115.8, giá là 200.000. Bán 4 món luôn mọi người, em không bán lẻ ra nha. Đó, chú ý. Rồi, tiếp theo là hai món này nữa. Hai món này thì nó bị trục trặc rồi. Cái này nó lệch kim mọi người nè. Trả về nó không có về số 0. Đó. Vẫn nhảy này nè, nhưng mà nó không về số 0, đồng hồ cơ khí ha, của Nhật, Kuri Made in Japan, Kuri Seki. Còn khá đẹp mà nó bị là kim, mà kim không về nè. Với cây ước Livo của thép, của cơ khí luôn. Đế thép là đế từ, đế này để trên bàn cơ khí nè, đế trượt ha, đế ray ha. Vô cơ khí mà nó bị bể một cái hang đứng rồi mọi người. Đây cái hang hang vô đứng nè, hang nước đứng. Còn một hang nước ngang này thôi. Đó, tình trạng vậy ha. Nó nguyên cái thép đúc rất nặng. Cái nước này nè. Rồi, hai món nha mọi người, hai món này là mã là 115.9 nha, giá 200.000. Hai món kẹp luôn nha. Rồi cuối cùng hôm nay là và một cái bình rất là đẹp, cái bình thủy. Nên về được cái bình thủy mọi người. Đây. Bình thủy của Nhật sản xuất. Thương hiệu là Kansai nè. Đó, cái dung tích này là 0.75 ha. Nó có mã là H75KT nè, là dung tích nó luôn 0.75.
Đây bên trong rất đẹp bằng khỉ, còn nguyên ha. Test nước sôi ok, giữ nóng cho tốt. Đây, chiên giữ nước nóng bình thủy. Đây là cái gòn của nó nè. Bên này nó xài rất là tiện mọi người. Chứ nước sôi vô đây nè. Ít ít nước sôi để mình pha cà phê hay gì đó. Sữa nữa, rất là tiện. Bấm nút này rồi gót thôi. Cầm nhẹ nữa. Có nút bấm để gót nè. Rồi dung tích nó 0.75 lít ha. Đây kích thước nó là 22 cm nè, chiều cao. Đường kính là 13.5 cm ha. Rồi, cái bình thủy này của Nhật này có mã 115.10 nha mọi người. Giá là 600 ngàn. Rồi, hôm nay em xin kết thúc cái video này mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại.